Và sau đây Kim Phụng cũng xin hân hạnh giới thiệu một giọng hát cũng rất là có ý nghĩa trong đêm tang lễ ngày hôm nay. Đó là tiếng hát của chủ cơ sở mai táng Công Đức Chung, tiếng hát của anh Tư. Vâng, tiếng hát của anh Tư Rùa. Anh Tư Rùa và Kim Phụng cũng sẽ song ca với một bài hát rất quen thuộc được mang tên Hấn Đế Biệt Chư Quân. Vâng, chúng em thì không có chuyên nghiệp lắm cho nên là có điều chi sơ sót thì cả nhà mình bỏ qua cho ạ. Chúng ta cổ vũ cho anh Tư của chúng ta một tràng pháo tay thật bự đi bà con ơi ạ. Chiêu quân ơi, nàng đừng giáo nữa cung đàn sầu não nôn. Khi coi lam chiều phủ kính nhãn môn quan, ta đưa tiễn nàng sang tân công hồ ban mà nghe ngàn ngàn cả lòng cơn tống biệt. Buổi tiện đưa nhau nghe bố thao tiền này. Trong mưa gió lạnh lùng dắt mấy từ đây ô buồn vắng vẻ mất cánh rồi đầm nước lấy chi cờ đau nhói.
phúc chia ly lệ sầu bên mày thương nhớ tôi đành chôn lấp đau đớn đau tim này mình nhìn nhau sao phúc không nên đời thôi hết mong sum họp hơi vàng tình chung tấm thân hồng nhan đã phong thánh hoàng cứu huy nước nhà liều thâu sáng hồ bàng nhung cho muôn ngàn phong ba nhóm công sơn ra nhờ cánh nhạc mang tính gợi niềm đau tới năm tháng sầu tương tư thâm thẳm mấy phương trời quân dương bạch là phát hiệu đường này khóc thương người trước đến trần cô bác mình rất là nhiều.